tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Xuân Lan vào tận hậu trường ba mặt một lời với Võ Hoàng Yến, Hương Giang về tin đồn xích mích. Mới đây trên kênh YouTube của mình, người mẫu Xuân Lan đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô vào tận hậu trường chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ trước giờ ghi hình để bắt mặt một lời với Võ Hoàng Yến và Hương Giang. Vừa vào phòng trang điểm, Xuân Lan vội lao tới Võ Hoàng Yến đang làm tóc để hỏi thẳng vấn đề. Chào Võ Hoàng Yến, chị vào đây để hỏi xem đứa nào đồn, có chị không có em, có em không có chị. Bị đàn chị chất vấn, Võ Hoàng Yến mở to mắt ngạc nhiên và thốt lên. Ai đồn em biết chết liền, em không hề biết chuyện đó. Em mà biết ai đồn em đè ra đánh ngay rồi. Hương Giang ngồi cạnh cảm thấy nhột, liền quay sang Xuân Lan thanh minh. Em tự đồn đấy chị hai ơi, tin đồn bắt nguồn như thế này. Hôm đó mọi người đang ngồi ăn sushi, thì em bảo mời chị Xuân Lan tới làm giám khảo đêm chung kết chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ. Chị Xuân Lan nghe xong đồng ý làm liền. Nhưng chính em lại bảo rằng đêm chung kết có chị Võ Hằng Yến làm giám khảo nữa, nên mọi người mới đồn là có Võ Hằng Yến thì không có Xuân Lan. Biết Hương Giang không có ý đồ xấu đồn đại, Xuân Lan lập tức chia sẻ thêm. Trước vụ đó đã có người đồn rồi, trước đây chị được mời làm giám khảo một show khác, người ta cũng hỏi chị rằng, chị có ngại không? Em nghe đồn có chị Yến thì không có chị. Chị nói ngay con nào đồn. Võ Hằng Yến lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói, miễn sao không phải chị đồn, chị không nói có Võ Hằng Yến thì không có Xuân Lan là được. Xuân Lan khẳng định, chị đâu có rảnh như vậy đâu em, con nào đồn cho nó nghe bậy như lời đồn của Bảo Anh đi. Được biết trong thời gian qua, giới showbiz và dư luận truyền tay nhau tin đồn về việc Xuân Lan và Võ Hoàng Yến xích mích, kèn cựa với nhau đến mức có Xuân Lan thì không có Võ Hoàng Yến và ngược lại. Cả Xuân Lan và Võ Hoàng Yến đều im lặng. Cho đến bây giờ, Xuân Lan mới làm clip ba mặt một lời để đính chính mọi việc. Trong clip có thể thấy Xuân Lan và Võ Hoàng Yến vẫn rất thân thiết với nhau, không hề có chuyện xích mích, cãi vã như mọi người vẫn đồn thổi. Quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.